Vâng, kính thưa quý vị, tin từ Paris, Cara Delevingne là người mẫu mới nhất được mời cộng tác với nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent trong chiến dịch thời trang mới có tên gọi là Baby Doll. Theo tin của các hãng thông tấn, người mẫu 20 tuổi đang rất ăn khách và được mời xuất hiện trong các chương trình biểu diễn thời trang tại New York, London và Milan, được nhìn thấy góp mặt trên sàn catwalk vào đầu tháng này trong tuần lễ thời trang Paris khi trình diễn cho các nhà vẽ kiểu Yves Saint Laurent, Stella McCartney và John Galliano. Sự thành công trên sàn catwalk của Cara Delevingne với khuôn mặt đặc biệt và hàng lông mày rất đậm đã làm cho báo chí ở Anh Quốc chú ý đến từng cử chỉ và so sánh cô với một người mẫu Anh Quốc khác nổi tiếng trước đây là Kate Moss. Cara là cháu nội của cựu giám đốc Viện Bảo tồn Văn hóa nước Anh là hầu tước Jocelyn Stevens, người sáng lập ra đài phát thanh Radio Caroline vào thập niên năm 1960 và lớn lên ở khu vực giàu có ở vùng ngoại ô Belgravia của thủ đô London. Cha của cô là một nhà phát triển địa ốc và mẹ cũng là một người mua hàng cho các cửa hiệu thời trang lớn. Người em gái của Cara là Poppy cũng là một người mẫu. Cara Delevingne xuất hiện lần đầu tiên khi tham dự buổi trình diễn thời trang của nhà Burberry vào năm 2011 và một năm sau đó đã được mời làm khuôn mặt chính cho nhà này trên các trang quảng cáo trên các tạp chí nổi tiếng. Cô được phong làm người mẫu xuất sắc nhất trong năm của giải người mẫu nước Anh vào tháng 11 vừa qua và từ đó tiếp tục leo lên bức thang danh vọng khi được chọn là người mẫu hạng 17 trong danh sách 25 người mẫu được ưa thích nhất thế giới của trang models.com.